Nằm trên con đường rộng đẹp nhất thành phố Hải Phòng, đường Lê Hồng Phong, nhà hàng Suối và Coffee đã góp phần tạo một điểm nhấn trong hệ thống mô hình nhà hàng Coffee của thành phố. Đến với Suối, thực khách không chỉ thưởng thức những món ăn trứ xanh của ẩm thực ba miền từ Nam ra Bắc Việt Nam, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của các nước Âu Á. Có lẽ điểm nhấn và tạo nên sự khác biệt và đặc trưng của quán là dòng suối nhỏ với hồ cá koi trải dài dưới chân thác nước, giúp cân bằng không gian quán và nổi bật mô phỏng hình ảnh nhà sàn nguyên bản của vùng Tây Bắc bên thác suối. Nội thất quán được lắp đặt bằng vật liệu gỗ, mang đến cho du khách cảm giác mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Đến Suối, quý vị còn được thưởng thức những đồ uống đa dạng với hương vị tinh tế và trang trí bắt mắt. Tận hưởng đồ ăn, thức uống trong không gian đậm chất Bắc Bộ độc nhất vô nhị ở thành phố Hải Phòng, Suối Restaurant and Coffee là địa chỉ không thể bỏ qua nếu bạn muốn có cho mình những buổi gặp mặt thú vị và những sự kiện sang trọng, ấn tượng.